Thôi, ok các bạn. Hôm nay mình chơi game có sách 3. Xem này, game chiến thuật. Rồi bắt đầu chơi thử nha. Chiến tranh châu Âu. Chiến tranh châu Âu. Nhà này là nhà chính nè. Do nông dân chứ lộn, thì đó là nông dân, con này là khoáng, mới biết chơi à, thấy này cũng có đánh nhau nè, chiến thuật à, cái nào có chiến thuật rồi tôi may à, cái này à, đều khiển bên chuột phải không à, đấy. Trời này khó nha, chơi không quen là không được à, nó lộn rồi, chơi gọi hai quen rồi. Ở đây mình gì đang biết quên à. Cho nông dân nhà khoáng cái này gì qua này giống giống nhà thờ vậy nè, nhà lính nè, nhà nâng cấp vậy á. Giặc ấy động động nhà lính nè, mua lính ra đây nè, mua lính này, mua lính đó, mua cái nhà lính nữa ở đây, đặt đây. Này là nhà lính đây nè, lỡ chơi rồi chơi luôn, nhà lính là đặt ra đây nè, mua lính là nâng cấp đồng quà đang biết đâu. Này nhà gì cứ mua đại đi. Đính lên nè, mua nữa. Mua nè. Cho đính lên ra đây. Mua khoáng, mua khoáng. Đi, đi đào mỏ. Nhà này nhà gì? Nhà xấu quắc vậy. Dạ. Ra đây đánh ngựa hả, nhà xe tăng hay là bể băng đá vậy đó, đó. Gỗ hay gỗ hay lương thực, hay gỗ
khoáng nè. Gạch đỏ vậy biết đâu. Ê. Nào thiếu gì ta? Gỗ nè, 10.000 nè. Ủa sao mau vậy ta? Gỗ cái gì? Tiếng Anh đâu biết đâu. Nó kệ ra tới nhà nào hay nhà đó. Nhà này sẽ chết ta, thế rồi. Này sẽ gọi luôn. Này sẽ gọi luôn. Thế rồi xe nữa, không có gì hết. Gà lính nâng cấp gì á? Có gì ghê gớm đâu. Nâng cấp cái gì đây? Nhà thờ vậy? Cái bong bong rồi ghê. Đánh là đánh nè. Nhanh ra đây coi, mua nhà này coi. Nhà này là mua cái này là mua được ngựa. Ngựa súng mình chơi đang chơi đang chơi đồ anh á. Anh á. Đây nè, nhìn coi nó mua ngựa nè. Nàng thiếu gì ta? Này mua rồi. Mua nhà này nè. Đánh được một đâu người ta? Đây, mình đang có khoáng nè, mình đang có khoáng nè. Ở đây. Có khoáng nha. Khoáng này mở khoáng. Chứ mình ghe hoài ta. Đúng rồi. Ở đây con. Về đây. Lớn lao quá làm gì? Lính mới sống có gì ghê gớm đâu. Thằng lính này là nó có nó đi
Như thu phục á, không có ai là người ta theo nó luôn. Ủa, cái cổ nhà đó mà mua luôn ra được gì đó ra. Chết chết chết, bên này giao tranh, chuẩn bị giao tranh. Thì là bên em nó cái nước nào bên này, cái nước còn nằm bên đó hả con? Chú đánh gì chạy vậy cưng? Thủ lại đây. Mấy này để ghi ra, mấy này có thể thu phục lính được. Chẳng có gì gì lắm. Chắc là cứng rồi đó. Tiến lên từ từ, từ từ tiến lên. Kỵ binh, bộ binh, tạm thời đã vậy nhưng chưa có sao đâu, nhầm nhò gì đâu.
Bên đây. Chà, đợt bên này nhiều rồi, hay ha. Từ đội quân đó là nhiều càng tốt. Bộ binh đứng trước đây, trời núi hiểm trở nè, không có đi đường đó đâu. Đấy, trở lại ở đây đi. Con nào ở đây? Cái này đẹp chưa cưng? Có bốn này. Sao bố mày đi trước? Nhung, giao hàng, im. Đẹp đó, đẹp đó. Ở đây chơi kệ binh, không có bộ binh. Nó nghĩ ai nữa được. Đủ cái gì rồi, đủ thứ rồi, giờ chưa biết là hướng nào đông nè, nó có hướng nào nè. Cho này vào đường trước đi, bốn này vào đường. Tám trăm mười lăm hộp, 815. Tạm bây không có vậy. Chạy ra qua nó nằm đâu? Cái nào nằm ở giữa không ta? Chạy vô. Ra đây tôi kích. Chết chà. Tấn công phía bên này luôn. Cái gì ở trên mà nó dò dập qua là té ngửa liền. Thêm phòng thủ ra đây. Cái gì bên nào nó qua đây nó chết. Chết chứ không phải giỡn đâu. Thôi dựng đây cơ. Nó bắn ra. Nó xa nghe không?
Lên đã. Nổ pháo cho anh. Đó, thu phục được luôn kìa. Tấn công lên đi. Đừng có ngại ngùng làm gì cho á. Bên này. Tấn công qua luôn. Bên này thủ nhà nè. Cho địch nó qua nha. Quá là tiêu. Tiêu tịnh quá là hả. Sẽ chặn cánh dưới nha. Phải bắn dài vô. Đây. Rồi nổ. Nổ xuống. Đó đã. Chạy vô. Tấn công cho anh. Lên. Lên luôn. Ào ạt cho anh. Công tràn về vô. Trời, trà súng. Súng của anh mà. Mấy anh nó cầm súng ghê dữ lắm. Lên. Tràn vô. Có tài nguyên luôn. Vô có tài nguyên luôn. Bắn sách lá cà luôn. Bùng bùng. Rồi, biến thành nhà của ta chưa? Giết chết hết luôn đi. Biến gì mà biến. Này là của ai? Là biến thành nhà của ta à? À bên này thấy nó giống cái nó dằn lên kìa. Tràn lên rút về bọc hậu đất luôn. Kìa, nó thủ đã không? Ủa, nó của mình mà. Đây nè, nó đây nè. Nó trình đuổi bắn xuống. Kìa bên đâu? Lên. Rồi đâu? Tấn công lên hướng này. Kéo quân lên. Bắn nó. Lát đầu cho anh. Trời không à. Nổ súng. Bắn à. Lên đây.
Lên. Kéo quần núi đóng. Dạ. Ở sau lưng, sau lưng. Tức tay đóng luôn. Quất. Bắn xuống. Ủa lên. Ủa lên mình mà. Ủa. Ủa. Ở đâu ạ? Đây đây. Ủa nè. Nhớ gần đường lính đâu mày. Còn sống. Rồi kéo quần lên nè. Tôi dăng hàng ngang tỉa cho thấy nè. Đâu ạ? Đây. Thu phục luôn. Sợ lắm rồi. Rồi bắn đi. Kéo quân qua. Quân nguyên tràn lên. Chưa có gì, chưa có gì. Cái gì đang lao chạy đành là lính nhà quá chạy mà lôi lên hết quanh chặn sắp lá gà luôn. Vô hàng. Không thành đâu à. Bắn à, bắn à. Cái nào. Nổ súng. Nó. Mày hả mày. Mày hả mày. Hai ngựa lên thu phục hai xe này trên chịu cắm mày. Sao nằm đây tấn công lên nhiều đi. Thu phục được luôn đó hả? Hay quá. Lắm rồi, nó kéo quần lên vậy lắm rồi. Mình dọn đi, giải điều khiển coi. Đây nè, chứ không có đường nào, không chạy đường nào khỏi. Đánh bộ. Chà. Cái bên một màu thôi.
Khánh ngồi à? Nghe hàng tháng đó nghe không? Trời, vô. Không hết đường chạy đâu, không còn đường nào mà chạy được. Đâu được mà tỉa, bắn tỉa vô coi sao sao chạy được nữa. Ghê thiệt. Đúng rồi hả, đây đây. Chơi vào bên trước. Hay nó đang đóng cửa rồi đó. Coi nhiều đều bắn thử thử mà chịu nổi không. Đừng cho nó chạy đâu cho nha. Mít luôn. Có nhiều thằng đó chưa hết cái hết cầu luôn á. Bắn con ta nằm nặng đã. Chọn bắn chọn ta đã.
bên này là anh em xẻo nè. Rồi bắn ra nằm lật lật à, lú đầu à. Đây nè, lú đầu nè, à nó nằm sấp lớp luôn. Giờ lú đầu bắn ập rồi lật xuống đó. Hát à, chặn vô luôn đi. Chết chưa? Đó rồi. Có gì đó, ha 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 đi. Rồi này chưa chưa phát xong cái này. Rồi nó phải chỗ khác nữa không ơi. Xong. Rồi các bạn ơi, hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo.